Hello, có back to my channel, start here to go. Ok. Rồi và bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái thứ hai. Thank you.
It's okay. Tôi gần đó tu. A fast night. Let's go. First was with the rest, okay. So let's go. Set a Russian shoe. Chọn thế lực ngay từ đâu? Xin hãy cho tôi một thế lực mạnh. Trời ơi! Oh.
Rush Round đi bà. Ok. Right, 60.
OK, tiếp tục nào. Tự nhiên cuối cùng. Bridge Simulator. Let go. OK. Các bạn sẽ hóa thân là một anh chàng lái xe khách. Các bạn sẽ đi đón khách và tiếp tục đi lái cái con đường quê. Hơn 100 km/h rồi, cố gắng lên 120 nào. Một trạm gì đó để mình sẽ đến gần xem như thế nào. Đây là trạm nghỉ tại chỗ ăn uống, các bạn có thể dừng tại đây và nghỉ luôn. OK. Rồi và mình xin phép dừng clip tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.